Đánh giá Oppo A76 sau hơn 2 tuần sử dụng và chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu để tìm hiểu nhé. Mình là Công, tới từ Review OS. Hiện tại thì Oppo A76 đang được hỗ trợ chương trình trả góp 0% tại các chuỗi bán lẻ. Nếu như bạn nào quan tâm thì đừng quên điều này nhé. Khi mình sử dụng chiếc Oppo A76 này thì điểm là mình ấn tượng đó chính là công nghệ sạc nhanh ở trên máy. Sạc nhanh 33W này giúp cho cái viên pin 5000 mAh đầy rất là nhanh. Điều kiện thử nghiệm của mình đó là mình dùng cho máy sập nguồn hẳn luôn về 0% pin. Sau đó mình sạc lại thì chỉ mất 5 phút mình đã có được 12% pin. Và sau 10 phút thì mình có 21%, 15 phút thì được 27%, 30 phút 49%, 45 phút được 69%, sau 1 tiếng đồng hồ thì được 88%. Và đầy 100% pin là sau 1 tiếng 21 phút. Như vậy là nhanh đấy chứ. Chỉ mất có khoảng tầm 1 tiếng 21 phút sạc pin là bạn đã có đầy 100% pin để sử dụng. Còn trường hợp các bạn đang đi đâu gấp, đang cần cái gì thì cũng chỉ 5 phút cắm sạc chúng ta đã có đầy 12% rồi. Và 12% này mình nghĩ mà đem ra nghe gọi chắc cũng phải được đâu đó loanh quanh 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ. Thêm một điểm cộng nữa đó chính là viên pin 5000 ở trên máy cho thời lượng sử dụng pin cực kỳ trâu bò. Mình đã test thì on screen lên tới là 8 tiếng đồng hồ và trong đó có cả tác vụ chơi game luôn. Hỗn hợp tất cả mọi thứ của mình mà on screen có được 8 tiếng cơ mà. Nếu như các bạn mà sử dụng ít cái máy này thì mình đảm bảo là trụ vững trong khoảng tầm 1 ngày rưỡi tới 2 ngày là chuyện bình thường. Còn nếu như bạn dùng nhiều thì đó cũng 8 tiếng on screen như mình, thừa sức từ sáng tới tối về đến nhà luôn. Những anh em thích chơi game thì mình tin rằng đây là một điểm cộng đúng không? Và chúng ta đã nói về pin rất là nhiều rồi, hãy cùng mình sang phần thứ hai, đó là về thiết kế. Cảm giác cầm nắm mà Oppo A76 mang lại cho mình là rất tốt trong thời gian qua. Với một trọng lượng máy khá là nhẹ thì khi mà cầm cái máy này kể cả lúc mình vừa nằm vừa dùng điện thoại thì mình cũng không cảm giác dễ bị mỏi tay, cũng như là chẳng may có rơi ở mặt mình nó cũng đỡ đau. Viên pin ở bên trong máy vẫn là 5000 nhưng mà đảm bảo là trọng lượng nhẹ nhá. Chắc là có điều này là bởi vì chúng ta sẽ có mặt lưng nhựa này, rồi là phần khung cũng làm bằng nhựa. Cái mặt lưng của máy mặc dù là nhựa nhưng mà cái điểm sáng ở trên mặt lưng này đó là nó khả năng chống lại những cái vết xước răm cực kỳ tốt. 2 tuần vừa rồi sử dụng mình hoàn toàn là không dùng ốp cho máy, nhưng mà ở trên cái mặt lưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một vết xước nào. Và kể cả tay mình hay ra mồ hôi tay thì khi mình lau lên cái mặt lưng này nó cũng không bám lại, công nghệ Oppo Glow mà. Khi bạn xoa đây bạn sẽ cảm giác nó mịn mịn, nó mượt mượt, thích cái tay lắm. Nếu như ai không thích dùng ốp thì đây, phiên bản dành cho các bạn chứ còn gì nữa. Khi mà dùng thì mình vẫn luôn dặn anh em đó là không dùng ốp thì cần lưu ý phần camera, phần này nó sẽ lồi ra này, chứ còn phần mặt lưng của chúng ta thì không sợ xước rồi. Nói về vân tay một chạm ở trên máy thì mình thấy nó khá là nhạy. Tay mình là một người đôi khi sẽ bị ra một ít mồ hôi ở tay, nhưng mà mình chạm thì vẫn có thể nhận được, chỉ cần là tay mình không quá ướt thôi, các bạn thấy không? Đó, chạm là ăn, rất là nhạy nhá. Và có một điểm nữa mình muốn chia sẻ, đó chính là phần loa ở phía bên dưới máy. Mặc dù đây chỉ là loa đơn nhưng mà âm lượng nó mang lại to không kém gì những cái máy loa kép khác tới từ nhà Poco hay nhà Redmi trong cái phân khúc giá của chúng ta thôi nhá. Anh em đừng suy nghĩ phân khúc giá cao hơn. Rồi, hãy cùng mình nói phần thứ 3 trong video, đó là về phần màn hình hay còn gọi là trải nghiệm nhìn của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn chê cái máy này thì dễ lắm, màn hình lớn nhưng mà độ phân giải là HD cộng, kiểu gì các bạn nhìn vào cũng thấy rỗ. Và chính vì vậy mình khuyên rằng những ai mà muốn một cái màn hình sắc nét thì các bạn chưa nên lựa chọn em này, mà em này dành cho những ai muốn một cái màn hình lớn và không quan tâm đến độ phân giải màn hình quá nhiều. Thì ví dụ như người trung tuổi ở nhà chẳng hạn, bố mẹ chúng ta thì cái máy này màn hình lớn đấy chứ, lại còn có tần số quét cao 90Hz nữa, vuốt qua vuốt lại đọc báo nó cũng cảm thấy mượt hơn. Nhưng mà hơi tiếc một tí là cái 90Hz này chưa hỗ trợ được cho game, bởi vì là với con chip 680 ở trong máy thì mình thấy là chưa có game nào kích lên được 90Hz cả, đa phần là dừng lại mức độ 60 thôi. Và trong phần màn hình này thì mình sẽ chia sẻ thêm về vấn đề độ sáng nữa. Bởi vì khi mà mình sử dụng trực tiếp ở ngoài trời nắng thì các bạn cũng biết rồi là IPS độ sáng nó không cao được bằng AMOLED, nên là chúng ta có thể dùng được ở ngoài đường nhưng mà trong điều kiện ánh sáng không chiếu trực tiếp vào màn hình. Trước khi kết thúc phần màn hình thì mình sẽ đánh giá thêm về mặt màu sắc. Theo trải nghiệm sử dụng thực tế của mình thì cái màn hình IPS này ở trên máy nó đã làm đúng chức năng và tương đương với những IPS khác ở trong tầm giá. Tuy nhiên là nếu như bạn nào đã dùng nhiều màn hình cao cấp giống như mình mà quay xuống cái màn hình này sẽ nhận ra ngay là em nó hơi bị thiếu tông màu đỏ. Bây giờ hãy cùng mình đánh giá về mặt hiệu năng nhé. Đầu tiên là khả năng chiến game, mình đã có một video test game về Oppo A76. Và khi qua video đó các bạn thấy không, tựa game Liên Quân Mobile của chúng ta có thể chơi ngon nghẻ 60fps từ đầu đến cuối. Cái mức setting đồ họa của mình thì gần như kịch sàn. Thế nhưng PUBG Mobile ở trong video test game đó thì lại không ổn. Và cho mình xin lỗi anh em, bởi vì tựa game đó mình hơi rén, lúc đó mình không dám kích nó lên 60fps hay là 40fps. Tuy nhiên thì cách đây một vài ngày mình đã dùng GFX Tool để mình kích em này lên, và
và kết quả là mình thu được đồ họa HD chơi ở mức 40fps, có bật đổ bóng luôn, chơi ngon nghẻ từ đầu đến cuối. Trong trận chỉ bị drop FPS khoảng tầm 2 hay là 3 lần, drop rất là nhanh, giật một phát quay lại bình thường luôn, không hề ảnh hưởng trải nghiệm chơi game của mình mà đồ họa vẫn rất sắc nét. Như vậy thì PUBG Mobile các bạn có thể yên tâm chơi ở mức độ đó chính là HD 40fps. Nhưng mà các bạn sẽ cần dùng tool để kích nó lên, chứ còn không dùng tool thì các bạn sẽ chỉ dừng lại là trung bình 25fps, hoặc là các bạn chơi độ mượt 30fps. Mà hai cái tùy chọn đó thì các bạn biết rồi, chơi nó đâu có phê đâu. Anh em bây giờ toàn đòi 40-60 không à. Với một khả năng chiến game ngon như vậy thì tất nhiên là cái việc sử dụng hàng ngày vuốt qua vuốt lại, vuốt lên vuốt xuống ở Facebook, YouTube nó không phải là cái gì khó khăn với 680. Cứ yên tâm mà trải nghiệm nhá. 680 của chúng ta còn mang lại một cái nhiệt độ mình thấy cũng khá là ổn định. Khi mà mình chơi game không bao giờ cái máy của mình bị nóng ran đến mức độ phải bỏ ngay cái điện thoại ra. Nó chỉ gọi là ấm lên ở mức nhất định và sẽ dừng lại thôi. Về nhiệt độ chính xác là bao nhiêu thì sorry các bạn, mình vẫn chưa mua được cái máy đo nhiệt về. Nó đang bị kẹt ở biên giới cơ. Khi nào mà mua về mình nói đâu có thông số đấy cho anh em luôn. Và rồi, hãy cùng mình nói về phần RAM ở trên máy, tức là khả năng đa nhiệm. Với 6GB RAM có sẵn, các bạn có thể mở rộng được tùy theo nhu cầu nữa. Thành ra là quá trình trải nghiệm của mình không bao giờ bị thiếu RAM. Việc đa nhiệm ở trên máy này, Facebook, Messenger, rồi Zalo gì đó, chuyện nhỏ nhá. Bạn nào mà sử dụng thì không cần phải suy nghĩ vấn đề đấy, chỉ việc chạy app lên thôi. Nếu như các bạn đang sử dụng mà cảm thấy máy nó hơi đơ, hơi lag thì các bạn mới cần thoát ứng dụng đa nhiệm đi. Còn nếu như bạn thấy vẫn đang hoạt động ngon thì câu trả lời của mình là các bạn không cần phải làm gì hết. Cứ dùng xong này, ví dụ vào thời tiết xong, vuốt home về, rồi vào cài đặt xong, vuốt home về, không cần phải tắt đa nhiệm trừ khi nó lag. Tới với lại phần thứ 5 là về camera. Chúng ta có một camera selfie nằm ở bên góc trái màn hình thế này. Và yên tâm là khi bạn sử dụng quen máy rồi, bạn sẽ không nhận ra sự xuất hiện của nó nữa, mặc dù là viền cam có vẻ nó hơi dày một tí. Về chất lượng của camera này thì mình đánh giá là chụp tốt trong điều kiện đủ sáng hoặc có ánh sáng ở trong nhà. Còn khi các bạn đi ra ngoài đường buổi tối, điều kiện quá thiếu sáng các bạn chụp cảm giác bệt rất là nhiều, nên chúng ta không nên chụp điều kiện thiếu sáng nhé. Và mình đã có một vài bức ảnh để các bạn nhìn được chất lượng của em nó như thế nào. Được cái là ở camera trước này, chúng ta vẫn được thừa hưởng lại khả năng làm đẹp của Oppo, nên là chị em khi selfie bằng cam trước có thể sử dụng luôn mà không cần tới những phần mềm bên ngoài làm giảm chất lượng hình ảnh. Còn bây giờ hãy cùng mình chuyển sang camera sau nhé. Bắt đầu bằng một tấm chụp trời, điều kiện đủ sáng, máy chụp nhanh, bắt nét được cả những chú chim đang bay tung cánh trên trời. Tuy nhiên thì cân bằng trắng chưa thực sự chính xác, ảnh bị ám vàng. Phải trong điều kiện đẹp trời hơn và mây xanh ngắt thì chiếc máy mới tái tạo được đúng màu trời. Nhưng phải nói rằng là trong tấm ảnh này thì dù là nhà cửa hay bầu trời đều rất là đẹp phải không các bạn? Và hiện tại thì trên màn hình đang là chế độ chụp bình thường, tức là zoom 1x, chi tiết vẫn tốt và ảnh sắc nét. Bây giờ mình sẽ thử sang chế độ 2x và ảnh xem ra vẫn ở mức chấp nhận được, nhưng mà khi lên 5x thì mất chi tiết nhiều và ảnh bị vỡ nét. Thử chụp ảnh đồ ăn thì AI trên máy cũng tự nhận diện được và đẩy màu lên nhìn rất nịnh mắt, như là trong tấm mình chụp bát hủ tiếu này, nhìn ngon mắt chưa? À mà quên mất một mẹo nhỏ là bạn nào chụp đồ ăn thì cứ mạnh dạn chụp 2x cho mình nhá, ảnh nhìn sẽ phê hơn. Thử thêm một tấm chụp hoa thì AI cũng nhận diện khá là chính xác và mình khá ưng tấm này. Tới với điều kiện thiếu sáng, nếu chụp chế độ tự động bức ảnh sẽ bị bệt nhiều ở khu vực thiếu sáng, cụ thể là cái phần ghế ở trong ảnh này còn bị lem sáng ở cả bóng đèn nữa. Nhưng mà khi bật chế độ đêm lên thì mọi thứ được cải thiện rõ rệt, cân bằng giữa khu vực sáng và tối tốt hơn, chi tiết lên vượt trội. Ở chế độ đêm thì cũng khá dễ chụp, không cần giá đỡ, bạn chỉ cần cầm tay là được. Tới với lại chế độ chân dung và đầu tiên là điều kiện đủ sáng. Bạn mẫu ơi, cầm cuốn sách lên nha, suy tư một tí nào. Và thế là có ngay bức ảnh đẹp luôn. Mình thấy rằng xóa phông khá là ổn, lem nhẹ một chút ở phần tóc, da mặt cũng tự động được làm mịn và có đẩy trắng da một chút. Thêm một tấm nữa nha, tấm này thì mẫu cười tươi luôn và chất lượng hình ảnh thì mình thấy rằng nó vẫn như tấm đầu. Tuy nhiên khi mà thử trong điều kiện phông nền phức tạp hơn thì các lọn tóc tơ đã bị xóa nhầm. Về tổng quan thì mình thấy là không ảnh hưởng nhiều tới bức ảnh. Cuối cùng là thử trong điều kiện thiếu sáng thì tốc độ chụp vẫn nhanh, phần tóc bị lem giống như ở điều kiện phông nền phức tạp. Mà tính ra thì mình thấy tấm này phông nền cũng phức tạp đấy chứ, có cả người cả cây rồi quán xá này kia và lại còn thiếu sáng nữa. Thế thì các bạn thấy sao ở phần camera này, nhớ cho mình biết ý kiến nhé. Bình thường thì đây chính là phần nói về pin và thời lượng sử dụng của chúng ta, nhưng mà mình đã nói ở ngay đầu video mất rồi. Vậy thì còn gì nữa đâu, chúng ta hãy cùng nhau kết thúc video về Oppo A76. Tổng kết lại thì đây là một em máy mình thấy có một hiệu năng cân bằng, đủ sức chiến game tác vụ thường ngày đều ok. Điểm trừ duy nhất đó là cái màn hình độ phân giải HD, màu sắc hơi thiếu màu đỏ một tí. Và điểm cộng lớn nhất đó chính là pin trâu, sạc nhanh 33W luôn. Anh em thấy sao về chiếc máy này và các bạn có chọn mua em nó không? Mời các bạn ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại những video lần sau của Review OS. Nếu như thấy hay thì các bạn đừng quên là bấm đăng ký kênh và bấm thích video này nha. Xin chào mọi người lần nữa.